Rồi em lên một con là Mitre rất đen hiệu Pháp ha. Còn nguyên tát nè mọi người. Full hợp luôn. Nó có đính cái 5 viên đây mình tắm ngay vị trí số 1 nè. Dán này dán vuông nha, nó có chữ đi mình nè mọi người thấy không? Đó, cọc số nó là dạng 7 màu, nó làm phiên bản giống như Femuler á mọi người. Còn đây là dán tem nha, em sẽ đo sai ngang dọc và ghi trên phần tiêu đề cho mình ha. Dây này dây da đà điểu nè. Đó, dây da điểu xanh đen em thay, đằng sau còn nguyên tem chưa xé nha. Vỏ là vỏ thép đúc phủ sơn tĩnh điện đen. Đó, rất là style luôn. Con này rất là đẹp nha. Đó, em bán con này em xả luôn với giá là 700, vừa đây mình vừa da đà điểu và full hợp nguyên tát nha mọi người. Đó, rất là rẻ mà đẹp luôn, sang trọng, thích hợp cho việc mình đi tặng nữa. Cái này thì nữ tay thích, tay nữ mà thích đeo hun lót với lại Van Leeuwen đeo ok, hoặc nam nha mọi người.